Thân ái, chào quý vị và các bạn. Chương trình Phong thủy và đời sống hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị cách chọn đá phong thủy hợp mạng kim để gia tăng vận khí cát lành. Màu sắc đá phong thủy mà người mạng kim nên ưu tiên, cũng như các khía cạnh khác của cuộc sống, khi chọn đá phong thủy cho mạng kim, chúng ta cũng phải dựa vào thuyết ngũ hành. Theo thuyết ngũ hành của người phương Đông chúng ta thì tất cả vạn vật trên vũ trụ đều phát sinh từ năm yếu tố cơ bản: kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, tuần hoàn theo hai chiếu, tương sinh và khắc lẫn nhau. Mối quan hệ tương sinh, tương khắc trong ngũ hành ứng với hành kim: thổ sinh kim, kim sinh thủy, kim khắc mộc, hỏa khắc kim. Màu sắc đá phong thủy tương sinh trong ngũ hành thổ sinh kim nên những màu sắc thuộc hành thổ rất hợp với người mang mạng kim. Một số màu có thể kể đến là màu vàng, màu nâu đất. Vì thế, khi tìm hiểu đá phong thủy cho mạng kim thì nên ưu tiên các loại trang sức đá phong thủy có màu sắc trên sẽ giúp kích thích năng lượng bản mệnh phát triển. Nhờ vậy mà đường tiền tài, danh vọng được rộng mở. Người mạng kim có thể đeo các loại đá như thạch anh vàng, thạch anh khói vàng, mắt hổ vàng nâu, mã não vàng, thạch anh tóc vàng, hổ phách. Màu sắc đá phong thủy tương hợp, nếu sử dụng những màu tương hợp với mệnh của mình sẽ giúp họ tăng thêm sự hài hòa, mang lại may mắn, kích thích tài vận của mạng kim phát triển. Màu sắc đặc trưng của mạng kim đó là màu trắng, xám, ghi. Do đó, những ai thuộc mạng kim nên sử dụng những loại trang sức đá phong thủy màu sắc như trên, như đá thạch anh trắng, thạch anh tóc trắng, đá xà cừ, gỗ quá thạch xám, giúp bổ sung nguồn năng lượng của chính bản mệnh của mình, từ đó thu hút cát khí, đem lại may mắn cơ hội. Màu sắc đá phong thủy chế khắc theo thuyết ngũ hành, kim khắc chế được mộc, do đó người thuộc mệnh kim cũng có thể dùng màu xanh lá thuộc mộc, bởi hành kim có thể chế ngự được năng lượng kim trong các loại đá có màu xanh lá, xanh lục. Người mạng kim có thể đeo những loại đá màu xanh lục thuộc hành mộc như thạch anh tóc xanh, cẩm thạch, tốt nhất sử dụng khi dư tính kim. Màu sắc hạn chế sử dụng theo nguyên lý ngũ hành thì kim sinh thủy, nếu sử dụng màu sắc thuộc hành thủy, màu đen, xanh nước biển, xanh da trời thì mạng kim xúc để sinh thủy, làm giảm đi tính kim của mình. Vì vậy, bạn hãy hạn chế sử dụng màu sắc liên quan đến hành thủy. Người mạng kim nên hạn chế sử dụng các loại đá, đá hắc ngà, đá thiên thạch, thạch anh đen. Màu sắc kiên kỵ do hỏa khắc kim nên những màu sắc thuộc hành hỏa gây áp chế năng lượng bản mệnh, khiến người mạng kim cảm thấy tù túng, công cụ việc, cuộc sống bị đình trệ. Những người mạng kim cần tránh sử dụng trang sức phong thủy màu đỏ, hồng, tím là những màu sắc thuộc bản mệnh hỏa. Những người mạng kim không nên đeo các loại đá thạch anh tím, thạch anh hồng, mắt hổ đỏ, mã não đỏ. Loại đá phong thủy hợp mạng kim: đá mắt hổ mà vàng nâu. Đá mắt hổ tượng trưng cho chúa tể của rừng xanh, cho sự tối cao, quyền lực mạnh mẽ. Loại đá này được mệnh danh là viên đá tích tài tụ bảo, rất tốt cho những người theo đuổi danh vọng sự nghiệp. Tác dụng của đá mắt hổ vàng nâu là giúp bạn tự tin, tràn đầy năng lượng, lòng tin, quyết liệt hành động, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách trong công việc cũng như trong cuộc sống. Do đó, nếu ai có tính cách nhút nhát, thiếu tự tin thì nên mua loại đá này. Thạch anh trắng, minh tinh thạch. Khi nói đến đá phong thủy hợp mạng kim thì nhất định phải có thạch anh trắng. Chúng tượng trưng cho sự thuần khiết. Có khá nhiều loại như thạch anh pha lê, thạch anh màu trắng, thạch anh màu trắng đục. Khi người mạng kim đeo loại thạch anh trắng này sẽ nhận được nguồn năng lượng dồi dào, giúp chữa bệnh, thanh nhiệt, hạ sốt, ổn định thần kinh, điều hòa huyết áp, chống sưng, kháng viêm. Khi đeo mặt dây chuyền thạch anh trắng trước ngực để từ trường cân bằng nhất. Nó bảo vệ sự bình an, là lá bùa hộ mệnh, đem lại bình an tốt nhất. Mặt thạch anh trắng được sử dụng để làm dịu hay tan biến các căng thẳng, giảm trầm uất và chữa trị các bệnh có tính chất dương. Ngoài ra, khí quan của thạch anh trắng rất thanh và mát, có tác dụng thanh tẩy các nguồn năng lượng xấu ảnh hưởng đến cơ thể như căng thẳng, thần kinh, cao huyết áp, sốt, đau nhức cấp tính, trụ tinh thể. Để bàn làm việc,
hoặc tủ kệ giúp giải phóng các tia bức xạ điều hòa nguồn năng lượng trong ngôi nhà của bạn. Vòng đá mặt trăng. Đá mặt trăng. Khi ánh sáng xuyên qua một lớp mỏng của đá mặt trăng sẽ tạo ra sự khuếch tán, ánh sáng khuếch tán nhìn như ánh trăng. Hiện tượng quang học này được gọi là hiện tượng ánh trăng. Các nền văn hóa cổ đại tin rằng những ai sở hữu viên đá mặt trăng sẽ được thần linh che chở, ban phước lành. Trong các triều đại cổ ở Ấn Độ và Ai Cập, những cận thần làm nhiệm vụ cúng tế coi chiêm tinh thường ngậm trong miệng một miếng đá nhỏ trong những ngày rằm để dự đoán tương lai và xin thần linh ban phước lành cho nhà vua. Thạch anh vàng, hoàng tinh thạch. Thạch anh vàng được mệnh danh là chiêu tài thạch, là loại đá khiến khá hiếm trong tự nhiên, giúp mang lại sự thịnh vượng, tiền tài công danh. Thạch anh vàng có tác dụng giải tỏa căng thẳng, bế tắc, có thể dùng để điều trị các bệnh liên quan đến tiêu hóa như đau bao tử, viêm loét dạ dày, trướng bụng, thúc đẩy sự hoạt động của thận, giúp lọc máu. Hổ phách. Đá hổ phách điều hòa được tính cách giữ bình tĩnh và đưa ra các quyết định sáng suốt cho người mạng kim. Ngoài ra, hổ phách còn có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, giúp điều hòa khí huyết, thanh lọc cơ thể và đặc biệt rất tốt cho những người có vấn đề về tim mạch, tiêu hóa cũng như thúc đẩy quá trình phát triển ở trẻ nhỏ. Thạch anh tóc vàng. Thạch anh tóc vàng giúp thu hút những năng lượng tích cực, giải trừ năng lượng xấu. Đặc biệt, loại đá này cũng được coi là biểu tượng của may mắn và tài lộc, mang lại thành công và phú quý. Vì vậy, con đường sự nghiệp sẽ luôn thuận lợi và thành công. Đây là loại đá phong thủy theo mạng kim cực kỳ phù hợp cho những ai đang kinh doanh và buôn bán. Thạch anh khói là viên đá của sự bảo vệ và là hoa tiêu dẫn đường. Thạch anh ám khói giúp phân tích tốt mọi việc, cân bằng năng lượng tinh thần và thể chất. Thạch anh ám khói có khả năng bảo vệ chủ nhân của nó tránh điềm gở và sự hư hỏng. Thạch anh khói phù hợp cho người mạng kim muốn tình cảm gia đình gắn bó, hết buồn phiền, tăng tính tập trung, giảm đau nhức, xóa bỏ tính ích kỷ hẹp hòi. Gỗ hóa thạch xám ghi. Gỗ hóa thạch được biết đến như là viên đá trường thọ, đá của sức khỏe và là viên đá chữa bệnh cực kỳ tốt. Vì trải qua hàng chục triệu năm dưới lòng đất, gỗ hóa thạch chứa một loại trừ từ trường rất lớn, ảnh hưởng tích cực tới luân xa, vùng xương, cùng giúp đỡ các bệnh liên quan đến xương như viêm khớp, thoái hóa cột sống. Bạn là người thuộc mạng kim đang quan tâm về sức khỏe thì gỗ hóa thạch là một viên đá cực kỳ phù hợp. Vật phẩm và linh vật phong thủy cho người mạng kim. Người mạng kim có thể sử dụng những loại vật phẩm phong thủy để giúp tăng tài lộc và vận may cho chủ nhân mạng kim. Tỳ hưu là một trong những linh vật phong thủy cầu tài lộc, bình an, may mắn bậc nhất. Tỳ hưu là con của loài rồng, mang dáng vẻ uy nghiêm cùng sức mạnh phong thủy to lớn. Thiềm thừ là loại linh vật cầu tài lộc hiệu nghiệm, vốn là loài cóc thành tinh, được tiên ông Lưu Hải thu phục cảm hóa. Thiềm thừ mang phép thuật của mình đi cứu độ chúng sinh. Hình tượng cóc ngậm đồng tiền vàng tượng trưng cho việc rước tài lộc về nhà. Quả cầu phong thủy, đây là vật phẩm phong thủy mang năng lượng lớn, có tác dụng chiêu tài, hóa sát, đem lại may mắn, tiền tài và sức khỏe. Đặt quả cầu phong thủy ở phương đại cát để thu hút vượng khí cho gia chủ. Tháp văn xương là biểu tượng của trí tuệ và sự thành đạt, lại tượng trưng cho pháp lực của nhà Phật nên có tác dụng đem đến bình an, may mắn, thuận lợi trong học hành và thi cử. Ngoài ra, người mạng kim có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy khác như tượng Phật Di Lặc, tượng 12 con giáp, hoa mẫu đơn, gậy Như Ý, bắp cải phong thủy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.